Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nga và Ukraine cứng rắn đe dọa lẫn nhau Ba Lan ngày càng dạn nứt với Ukraine Ukraine tuyên bố sẽ phá hủy hoàn toàn cầu Crimea Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ Trinh sát Nga tiêu diệt xe tăng Leopard của Ukraine với kiếp lái toàn bộ là lính Đức. Nga và Ukraine cứng rắn đe dọa lẫn nhau Ukraine cũng như Nga đã đưa ra các tuyên bố mới giữa lúc cuộc phản công của Kiev bị đánh giá là chưa đạt được các mục tiêu chiến lược. Tính từ hôm qua, cuộc phản công của Nga-Ukraine đã kéo dài gần 580 ngày với các diễn biến mới cho thấy tình hình khó hạ nhiệt. Tỉnh trưởng Roman Starovod của tỉnh Kursk thuộc Nga ngày hôm qua viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đã nhắm vào một tòa nhà hành chính ở trung tâm thành phố Kursk, khiến mái nhà bị thiệt hại nhẹ. Trong khi đó, hãng tin TASS ngày hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Georgi Minesavili của nhóm tác chiến miền Nam thuộc Nga tuyên bố các máy bay từ nhóm này đã tấn công 23 khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, phá hủy 3 kho đạn dược và một trạm kiểm soát UAV cùng nhiều mục tiêu khác. Những cuộc tấn công như trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga được hơn 3 tháng, chủ yếu tập trung vào những khu vực ở miền Đông và miền Nam. Trả lời CNN, tướng Oleksandr Tanasky, chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở hai tỉnh Donetsk, Zaporizhia thừa nhận. Cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn mong đợi, nhưng khẳng định lực lượng của ông đã tạo ra đột phá ở một số khu vực và sắp có đột phá lớn hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC trong tuần trước, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Kiev sẽ làm mọi thứ để không dừng lại trong những ngày khó khăn vào mùa thu có thời tiết xấu và mùa đông. Ông Zelensky còn tuyên bố Ukraine có một kế hoạch rất toàn diện nhằm đẩy lực lượng Nga ra khỏi thành phố 31 thuộc Donetsk và hai thành phố khác trong những tháng tới. New York Times gần đây dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng cuộc phản công của Ukraine dường như không đạt được các mục tiêu chiến lược. Họ đánh giá các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu tiếp cận biển Azov ở tỉnh Zaporizhia vì các bãi mìn do lực lượng Nga thiết lập đã được chứng minh là hệ thống phòng thủ vững chắc. Trước đó, Tổng thống Nga Putin nói rằng Ukraine đã mất hơn 71.000 quân cùng hơn 540 xe tăng kể từ đầu mùa hè và không đạt được kết quả đáng kể nào trên chiến trường. Trong lúc Ukraine đang phản công, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Liên Hiệp Quốc rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn. Ông Lavrov nói rằng phía Nga đã từng cân nhắc về đề xuất ngừng bắn nhưng họ đã bị lừa. Ngoại trưởng Lavrov còn nhấn mạnh Nga sẽ không khuyến khích Tổng thống Zelensky dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán của Kiev với Moscow. Ông còn nói rằng công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất hoàn toàn không thể thực hiện được. Công thức này gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ Ukraine và kêu gọi đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn hạt nhân. Cũng tại cuộc họp trên, ông Lavrov nói rằng các nước phương Tây thực tế đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga bằng chiêu bài cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine. Chúng tôi gọi đó là một cuộc chiến tranh lai. Like. Nhưng điều này không làm thay đổi tình hình. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như phương Tây đối với phát ngôn từ ông Lavrov. Từ một đồng minh ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, thái độ của Warsaw so với Kiev gần đây đã thay đổi đáng kinh ngạc. Khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã phản đối quyết liệt hành động của Moscow và ủng hộ nhiệt thành cho Kiev. Nước này thường dẫn đầu trong nỗ lực viện trợ và gửi khí tài quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh sự hỗ trợ này là cần thiết để bảo vệ chính Ba Lan trước nguy cơ bị tấn công. Sau gần 19 tháng sau, tình hình thay đổi khi Ba Lan bất ngờ chĩa mũi dùi chính trị vào Ukraine. Một số quan chức Ba Lan cho rằng Kiev nên biết ơn sự hỗ trợ của Warsaw. Thủ tướng Morawiecki cảnh báo về việc cấm chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, dù những người khác trong đảng của ông sau đó đã cố gắng làm dịu thông điệp. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan một ngày sau nói sẽ không dừng lập tức hoạt động viện trợ vũ khí cho Ukraine mà vẫn thực hiện các thỏa thuận đã đưa ra trước đó. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói bình luận của Thủ tướng Morawiecki về ngừng chuyển giao vũ trang cho Ukraine đã bị hiểu sai. Thêm rằng Ba Lan chỉ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới mà chúng tôi đang mua để hiện đại hóa quân đội Ukraine. Tuy nhiên, bình luận ngày 19 tháng 9 của Tổng thống Zuzha dường như không bị hiểu sai. Ông so sánh cuộc chiến sinh tồn của Ukraine giống như nỗ lực của người sắp chết đuối. Ukraine đang hành xử như người sắp chết đuối, sẵn sàng bám vào bất cứ thứ gì xung quanh. Những người như vậy cực kỳ nguy hiểm, có khả năng kéo bạn xuống và nhấn chìm người cứu, Tổng thống Zuzha nói. Căng thẳng trong mối quan hệ tưởng rất gắn bó giữa Ukraine và nước láng giềng Ba Lan bắt đầu từ những tranh cãi liên quan đến vấn đề ngũ cốc của Kiev. Liên minh châu Âu hồi tháng 5 áp dụng hạn chế đối với nông sản Ukraine xuất khẩu qua 5 nước láng giềng, trong đó có Ba Lan, Hungary và Slovakia. Nông sản giá rẻ Ukraine chỉ được quá cảnh, không được bán ở các nước này nhằm bảo vệ nông dân sở tại. Vào hồi giữa tháng 9, EU chấm dứt lệnh cấm, nhưng Ba Lan, Hungary và Slovakia tuyên bố tiếp tục duy trì biện pháp hạn chế đối với ngũ cốc Ukraine, động thái vấp phải phản ứng quyết liệt từ Kiev. Tổng thống Zelensky cho rằng việc các yếu tố chính trị liên quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Kiev chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Ukraine cần xuất khẩu ngũ cốc và các tuyến đường bộ trở nên rất quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen và qua sông Danube gặp khó khăn vì các đòn tập kích liên tục của Nga. Tuy nhiên, để bảo vệ nông dân của mình, Ba Lan sẽ không cho phép ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tiếp cận thị trường nội địa. Đảng Luật Pháp và Công lý PS cầm quyền của Ba Lan cần phiếu của cử tri vùng nông thôn cho cuộc bầu cử tháng tới và nông dân Ba Lan không muốn cạnh tranh với ngũ cốc Ukraine. PS đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bầu cử, song giới quan sát cho rằng cơ hội chiến thắng chưa cao so với các đối thủ khác. Trong cuộc chiến giành phiếu bầu, PS đã tự định vị họ là bên bảo vệ mạnh mẽ cho lợi ích của Ba Lan, đặc biệt là nông dân. Do đó, việc xác định lại cách hỗ trợ Ukraine chỉ là một trong những lá bài của họ, cùng với các vấn đề khác như là nhập cư. Sarah Dranfok, nhà phân tích của BBC nói. Pierre Lukasiewicz, thành viên nhóm phân tích Politica Insight, giải thích nguyên nhân thực sự gây căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine không phải về ngũ cốc hay vũ khí, mà là tình cảm của cử tri bảo thủ, những người coi lợi ích của Ba Lan là ưu tiên số một. PS rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy tình cảm này để đảm bảo chiến thắng trong bầu cử. Nó được xây dựng dựa trên quan điểm rằng Ukraine không thể thể hiện đủ lòng biết ơn với sự hỗ trợ của Ba Lan và người Ukraine tị nạn ở nước này đang nhận được quá nhiều ưu đãi về dịch vụ xã hội, tài chính. Ông nói, Ba Lan đã đón hơn 2 triệu người tị nạn Ukraine trong những tuần đầu cuộc xung đột và hàng triệu người Ba Lan đã hỗ trợ nhà ở cùng các vấn đề cần thiết khác cho người dân Ukraine. Tuần này, các thành viên đảng cực hữu Confederacia của Ba Lan đã tập trung trước Đại sứ quán Ukraina ở thủ đô Warsaw, dơ cao hóa đơn giả về những hỗ trợ của Ba Lan với Kiev. Confederacia tuyên bố tổng chi phí hỗ trợ là hơn 100 tỷ loti, hơn 23 tỷ USD và viết thêm số tiền đã hoàn trả bằng không. Lòng biết ơn bằng không. Đảng Confederacia vốn chủ trương hạn chế giúp đỡ Ukraina và tập trung vào vấn đề nội bộ của Ba Lan. PS đang cố thu hút cử tri từ đảng cực hữu Confederasia. Động cơ về bầu cử khá rõ ràng. Gusek Zhibinsky, tổng biên tập tạp chí Visegrad Insight nói, và thêm rằng PS hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh với các nhóm cử tri quan trọng của họ, bao gồm cả nông dân ở miền đông đất nước, những người vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dòng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Mặc dù có những yếu tố gây ra sự mệt mỏi vì Ukraine trong xã hội Ba Lan, đảng cầm quyền PS vẫn phải thận trọng với cách tiếp cận hiện tại. Bởi phần lớn người dân đều phản đối cuộc chiến và tin rằng Ukraine cũng đang đấu tranh vì an ninh của Ba Lan, theo giới quan sát. Daniel Giligoski, nhà nghiên cứu cấp cao về Ukraine tại Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan, nói Ngoài lý do bầu cử, Ukraine trở thành vấn đề chính trị của Ba Lan do những lo ngại thực tế về kinh tế. Trong 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu lúa mì Ukraine vào Ba Lan tăng 600 lần, khiến nền nông nghiệp nước này rơi vào bất ổn và chính phủ Ba Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp. Chuyên gia này cho rằng Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine và người dân Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, gấp 4 lần so với Đức và gấp 10 lần so với Mỹ. Theo ông, các chính trị gia Ukraine tiếp tục có những lời chỉ trích, kích động Ba Lan, tình hình sẽ trở nên phức tạp nó có thể đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho mối quan hệ song phương, ngay cả khi Kiev và Warsaw đều mong muốn cùng đối phó với mối đe dọa từ Nga. Ba Lan và Ukraine dường như cũng đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc khẩu chiến leo thang thành cuộc khủng hoảng toàn diện. Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh viện trợ quốc tế vẫn tiếp tục được chuyển tới tiền tuyến Ukraine thông qua thành phố Jezio ở phía đông nước này, nơi được xem là trung tâm trung chuyển quan trọng của phương Tây. Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Ba Lan nhằm hạ nhiệt căng thẳng về ngũ cốc vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên bóng đen mệt mỏi với Ukraine dường như không chỉ xuất hiện ở Ba Lan mà nó còn bao trùm nhiều chiến dịch bầu cử từ Slovakia tới Mỹ. Đây là mối lo lắng nghiêm trọng với Ukraine, quốc gia đang cần sự hỗ trợ liên tục và vững chắc của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố nước này sẽ định kỳ thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi cây cầu nối bán đảo Crimea trên đất liền Nga bị phá hủy hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn truyền thông nhân chuyến tháp tùng Tổng thống Zelensky thăm Mỹ vào tuần trước, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết, hầu hết các cuộc tập kích vào lãnh thổ do Nga kiểm soát đều theo chỉ đạo của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh, hành động này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Ukraine giành được thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga. Ông Budanov đặc biệt lưu ý đến các cuộc tập kích nhằm vào Crimea, cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch. Ông cho rằng cây cầu này là một cấu trúc dựng lên bất hợp pháp nên cần phải bị phá hủy. Ông tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea cho đến khi nó bị phá hủy hoàn toàn. Vấn đề không phải là liệu chúng tôi có tấn công hay không. Chúng tôi định kỳ làm điều này và nó sẽ tiếp tục cho đến tận cùng. Đó chỉ là vấn đề thời gian, ông Budanov nói. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine cũng phát tín hiệu rằng Kiev sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea. Theo ông, Ukraine bắt đầu theo đuổi chiến thuật này kể từ tháng 8 và sẽ tiếp tục cho đến khi hạ tầng quân sự của Nga ở đây bị phá hủy hoàn toàn. Crimea sát nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế vũ khí quan trọng cho Nga, cho các lực lượng quân sự của nước này tại mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine. Hầu hết hoạt động vận chuyển binh sĩ và khí tài diễn ra thông qua cầu Crimea. Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ. Tổng thống Ukraine lập luận rằng nước này đã phạm sai lầm khi tạm dừng hoạt động vào năm ngoái sau khi giành được một số lãnh thổ trước đây do Nga kiểm soát. Phát biểu với báo chí Mỹ sau ngày họp ở Capitol Hill và Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu suốt mùa thu đông năm nay. Ông cũng thề sẽ tái kiểm soát Atemus, còn được gọi là Bamut, và một vài thành phố nữa. Ông nói rằng viện trợ của Mỹ nên tiếp tục chảy vào Ukraine, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng trong Quốc hội Mỹ về việc giảm hoặc ngừng hoàn toàn viện trợ tài chính. Ukraine có vũ khí để duy trì phản công hay không? Theo Alexei Bojenko, một nhà báo và là chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga, những lời thề của ông Zelensky dường như không gì khác ngoài mơ tưởng. Không do ông ấy sẽ lấy thêm quân và đạn dự ở đâu để phục vụ cho cuộc giao tranh kéo dài. Ai sẽ tấn công? Trong hai hoặc 3 tháng qua, quân nga đã đè bẹp một số lượng lớn quân nhân xe bọc thép và pháo binh của ukraine vậy ai sẽ tấn công câu hỏi này rất quan trọng họ sẽ cử ai ra tiền tuyến chuyên gia bojenko nói bojenko cho rằng khó có khả năng họ sẽ đưa ra một chiến lược tấn công phức tạp nào đó họ đã sử dụng cả chiến thuật của phương tây và liên xô để tấn công các vị trí của nga Họ cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của Nga theo nhóm lớn và nhóm nhỏ. Tuy nhiên, họ đã xa lầy, chịu tổn thất nặng nề và cuối cùng không thể vượt qua được hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga. Tương tự như vậy, chuyên gia cho biết thêm, họ khó có thể sử dụng xe tăng hạng nặng do NATO cung cấp trong mùa thu và mùa đông vì những xe bọc thép hạng nặng này không dành cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông gợi ý rằng quân đội Ukraine sẽ sử dụng những gì còn sót lại từ kho T-72 Thở Liên Xô. Những vũ khí nào khác có thể được sử dụng là gì? Họ đang chờ hàng không, nhưng F-16 sẽ không thể có tác động nhiều đến chiến trường. Lực lượng Nga sẽ truy lùng và bắn hạ chúng. Nhưng họ cũng cần F-16 không phải để tổ chức các trận không chiến trên đường tiếp xúc với máy bay chiến đấu của Nga, mà để phóng tên lửa chiến thuật phương Tây cung cấp, ông nói. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nêu rõ trong các cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ rằng những tên lửa tầm xa đó sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Điều này phù hợp với chiến thuật khủng bố của Kiev, là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực dân sự, nhà máy điện hạt nhân và cơ sở hạ tầng ở Nga. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến cán cân quyền lực trên chiến trường. Theo nhà phân tích, khi nói đến chiến trường, cuộc đấu pháo và các cuộc phản pháo, người Ukraine không có đủ đạn dược. Họ đang kỳ vọng nhận được thêm đạn pháo 155mm từ NATO, nhưng sẽ mất thời gian. Ông lưu ý rằng kho đạn 155mm của họ đã dần cạn kiệt. Ông Bojenko nói, họ còn lại bao nhiêu quả đạn pháo 152mm, họ nhận chúng từ các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw trước đây. Đây vẫn là những vũ khí cũ từ những năm 1980. Vậy cuộc phản công có thể diễn ra như thế nào? Michel Malov, cựu nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng, việc tiếp tục triển khai các hoạt động kiểu này trong điều kiện thời tiết như vậy là bất chấp logic và lẽ thường. Ngoài ra, hạn chế của ông Zelensky là những gì ông ấy có sẵn và tình trạng của họ đầu tháng này tướng Mark Milley, cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân nói, báo chí phương Tây cho rằng thời tiết lạnh hơn sẽ khiến Ukraine khó hành động hơn nhiều. Ông Milley cho biết vào ngày 10 tháng 9, có lẽ thời tiết chiến đấu còn lại khoảng 30 đến 45 ngày. Các nhà quan sát phương Tây cảnh báo rằng vào cuối tháng 11 lượng mưa sẽ biến chiến trường thành bùn lầy không thể vượt qua, làm phức tạp đáng kể nỗ lực của Ukraine. Phát biểu với báo chí, Oleksandr Tanasky, chỉ huy nhóm lực lượng chiến lược và tác chiến Taria của Kiev, đã cố gắng đưa ra quan điểm khi nói rằng mùa đông sắp tới sẽ không làm chậm cuộc phản công của Ukraine mà chỉ lộ những điều kiện khắc nghiệt mà quân đội Kiev có thể phải đối mặt. Ông nói rằng thời tiết có thể là trở ngại nghiêm trọng trong cuộc tiến công. Nhưng xem xét cách chúng tôi tiến về phía trước, tôi không nghĩ thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc phản công. Chỉ huy Tanasky trên thực tế đã xác nhận điều mà Tổng thống Nga Putin đã nói trong cuộc họp báo vào tháng 7. Ông Putin giải thích rằng lực lượng vũ trang Ukraine đưa người đến tiền tuyến bằng xe bọc thép, đẩy họ ra ngoài, khiến mọi người phải đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Quân đội Ukraine đã mất hơn 71.000 quân chỉ sau 3 tháng phản công bị coi là thất bại. Chuyên gia Malop nói, đó hoàn toàn là một trận chiến khó khăn. Những gì ông Zelensky nhận được sẽ rất hạn chế và thậm chí có thể bị cắt giảm. Vì vậy, tiếp tục phản công trong mùa đông là một nhiệm vụ khó khăn. Cựu nhà phân tích của Lầu Năm Góc không kỳ vọng lực lượng Kiev sẽ đạt được bất kỳ tiến bộ nào trên thực địa, chứ đừng nói đến việc tái kiểm soát Ba Mút. Theo Malov, các nước phương Tây ngày càng mệt mỏi vì cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài. Cựu nhà phân tích của Lầu Năm Góc cho biết, người châu Âu và thực sự có lẽ là người dân Mỹ đang trở nên rất rất mệt mỏi với điều này. Trước hết, họ không biết mục đích là gì khi người Ukraine chống lại mọi nỗ lực đàm phán và pháo kích vào khu vực phía đông kể từ năm 2014, nơi chủ yếu là người nói tiếng Nga. Ngoài ra, một số nhà quan sát quân sự Mỹ và thậm chí cả ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Robert Kennedy đã đặt câu hỏi tại sao Washington và NATO lại làm trệch hướng cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine vào tháng 3 năm 2022 tại iceland Điểm mấu chốt của vấn đề là thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết ở Istanbul có thể đã ngăn chặn các hành động thù địch ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Các vấn đề khác đang phát sinh, chuyên gia Malov nói và cho biết thêm. Tôi biết trong nội bộ nước Mỹ, người dân ngày càng tập trung vào tình hình nội bộ, chính trị nội bộ, tác động nội bộ của lạm phát. Chúng ta có các thành phố bị hỏa hoạn như ở Hawaii, vậy mà chúng ta vẫn gửi tiền cho nước ngoài. Hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la thiết bị và những gì bạn có ở ukraine là để bảo vệ biên giới của mình chúng ta đang có nhiều sự phản đối hơn từ người dân và của hạ viện đối với bất kỳ yêu cầu viện trợ nào cho kiev trong tương lai của chính quyền mỹ báo chí chính thống của mỹ thừa nhận rằng có những vết nứt trong sự ủng hộ vững chắc dành cho ukraine ở mỹ và châu âu các đại diện của Đảng Cộng Hòa đang phản đối gói viện trợ trị giá 24 tỷ USD mới dành cho Ukraine. Warsaw đe dọa ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev sau đơn kiện của Ukraina chống lại Ba Lan lên Tổ chức Thương mại Thế giới WHO. Ứng cử viên Tổng thống Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng ủng hộ nếu đắc cử. Tương tự như vậy, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã cấm các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine và Budapest tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không ủng hộ việc Ukraine gia nhập vào Liên minh châu Âu. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với Kiev và có thể còn trở nên tồi tệ hơn nếu một làn sóng khủng hoảng năng lượng mới nhấn chìm châu Âu vào mùa đông này và nếu Mỹ rơi vào suy thoái. Một đội trinh sát Nga đã tiêu diệt xe tăng Leopard do Đức cung cấp cho quân đội Ukraine cùng các binh sĩ quân đội Đức đang tiến về hướng Japorohi. Người đứng đầu đội trinh sát cho biết khi chúng tôi ngăn chặn một cuộc tấn công khác và chiếc Leopard bị tiêu diệt bằng tên lửa chống tăng dẫn đường, chúng tôi đã di chuyển đến chiếc xe bị đốt cháy với hy vọng chiếm được cái lưỡi. Sau đó chúng tôi thấy người lái xe, thợ máy của phi hành đoàn bị thương nặng và những người khác đã chết. Khi anh ta tỉnh dậy, người thợ máy bắt đầu hét lên, không được bắn bằng tiếng Đức. Người đứng đầu đội trinh sát cho biết, người thợ máy liên tục tuyên bố rằng anh ta không phải là lính đánh thuê mà là quân nhân quân đội đức anh ta và những người còn lại trong kíp lại là thành viên cùng một đơn vị của quân đội đức chiến binh nga cho biết thêm rằng trong khi được cấp cứu người lính đức đã nêu tên lữ đoàn của mình và điểm đóng quân của nó xong chỉ vài phút sau do mất nhiều máu người lái xe tăng đã chết vì vết thương mặc dù quân đội nga đã nỗ lực cứu sống anh ta Tất nhiên tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cho dù kiếp lái của xe tăng Leopard là chiến binh Ukraine hay lính Đức, kết quả sẽ giống nhau. Xe tăng Đức sẽ cháy và xe tăng Mỹ cũng bị đốt cháy, người chỉ huy nói. Chỉ huy nhóm trinh sát kêu gọi các huấn luyện viên phương Tây suy nghĩ kỹ trước khi chiến đấu với quân Nga. Tháng 2 này, Đức chính thức tuyên bố chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine. Tám chiếc trong số đó đã bị lực lượng vũ trang Nga tấn công vào tháng 6 khi Ukraine bắt đầu phản công. Trước đó, Nga đã cảnh báo các nước NATO không được tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các nước NATO đang đùa với lửa bằng cách cung cấp vũ khí cho chế độ kỳ ép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào sự thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine và sẽ có tác động tiêu cực đến tình hình nói chung thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại